Bài đọc một, hãy xé tấm hồn chứ đừng xé áo các ngươi. Bài thứ sách tiên tri Joel. Bây giờ Chúa phán các ngươi hãy thật lòng trở về với ta trong chai tình, nước mắt và than van. Hãy xé tấm hồn chứ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì người nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giàu lòng thương xót và biết hối tiếc về tha hoàng. Biết đâu người sẽ trở lại, sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần phúc để có của lễ hiến tế dâng lên Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Hãy thổi kèn lên khắp Sion, hãy ra lời đăng cai, triệu tập một đại lễ, quy tụ dân chúng, ra lệnh bậc đại hội, tập hợp các vô lão, quy tụ các thiếu nhi và các kẻ còn mang sữa. Tân la hãy ra khỏi nhà và tân nương hãy ra khỏi phòng. Lạy Chúa, xin thương xót dân Chúa, xin đừng để cho cơ nghiệp Chúa phải hổ thẹn, đừng để các dân tộc thống trị nó. Tại sao thiên hạ dám nói rằng Chúa của chúng ở đâu? Chúa đã nhiệt thành với xứ sở người và đã tha thứ cho dân người. Đó là lời Chúa, ngợi khen Chúa. Bài đọc 2, hãy làm hòa cùng Chúa đi. Bây giờ là cơ hội thực tiện. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng tôi đây là sứ giả của Đức Kitô. Chính Thiên Chúa nhờ chúng tôi mà khích lệ anh em. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi năn nỉ anh em hãy làm hòa cùng Thiên Chúa. Thiên Chúa đã làm người thành thân tội vì chúng ta, để trong người chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa. Với tư cách là những cộng sự viên của người, chúng tôi khuyên anh em đừng nhận lấy ơn của Thiên Chúa một cách vô hiệu. Quả thật Chúa phán, dịp thực tiện đến rồi ta đã nhậm lời ngươi. Vào ngày giải thoát ta đã cứu với ngươi. Bây giờ là cơ hội thực tiện, giờ đây là ngày cứu thoát. Đó là lời Chúa, ngợi khen Chúa. Bài phúc âm, cha ngươi đứng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con hãy cẩn thận đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy. Bằng không các con mất công phúc nơi cha các con là đứng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí thì đừng thổi loa báo trước như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá để cho người ta ca tụng họ. Quả thật ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí đừng giữ kín và cha con đứng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Rồi khi các con cầu nguyện thì cũng chớ làm như những trẻ giả hình, họ ưa đến cầu nguyện giữa hội đường và các ngã đàn để thiên hạ trông thấy. Quả thật ta bảo các con rằng họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xuống với cha con đứng ngự nơi bí ẩn, và cha con đứng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Khi các con ăn chay thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não, họ làm cho mặt mũi ủ dột để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay hãy sức dầu thơm trên đầu và rửa mặt để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho cha con đứng ngự nơi bí ẩn, và cha con thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Đó là lời Chúa, lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Phần thưởng đời đời, và cha của anh đứng thấu suốt những gì kính đáo sẽ trả lại cho anh. Suy niệm tin mừng nhắc lại lời Chúa Giêsu nhắc nhở môn đệ: đừng phô trương công đức bề ngoài, đừng chạy theo kiểu giả hình, cũng đừng đặt nặng khen chê, nhưng hãy làm mọi việc một cách kính đáo tế nhị. Bố thí cầu nguyện và ăn chay và không cần phô trương đánh trống cho mọi người biết. Người ta biết hay không không quan trọng, khổ xả chuyện như thế mà. Điều quan trọng nhất là chỉ để Chúa biết và Chúa khen thưởng mà thôi.
đó là phần thể đề này. Đúng lời Chúa, một cách kín đáo hay thế nhỉ, chúng ta có thể bố thí để giúp đỡ một người túng thiếu và nhận ra nơi họ khuôn mặt của Chúa Kitô trong mùa trang thánh này. Tại Chúa xin cho con trở về cùng Chúa ơi, trở về với lòng sầu thống khó vương vui. Xin cho con ăn chay thật còn trở về với Chúa thống khó trong chay tận nước mắt và thân hoan. Xin tội sẽ đánh nhiệm tội trong mùa trang thánh này để được thưởng phần thưởng đầy đời trên thiên quốc. Nhưng cha và con và thân thật amen.